Trên thực tế thì việc áp dụng niên hạn đối với nhà chung cư đã được nhiều quốc gia trên thế giới thực hiện từ lâu. Thế nhưng ở Việt Nam chúng ta, việc áp dụng quy định giới hạn về thời gian sở hữu cho nhà ở chung cư hiện nay đã phù hợp hay chưa thì vẫn còn là câu chuyện gây nhiều tranh cãi và cần có những bước tính toán cẩn thận khi quy định được đi vào thực tế. Đứng về khía cạnh pháp lý, theo các chuyên gia trong ngành luật, việc áp dụng niên hạn cho sở hữu căn hộ chung cư vướng nhiều quy định của luật hiện hành. Các luật sư cho rằng, với một chính sách có ảnh hưởng tới bộ phận lớn người dân, tới hàng triệu người đang sống trong những khu chung cư, nhất thiết cần phải lấy ý kiến rộng rãi trước khi đưa luật vào cuộc sống. Về giá trị thì sẽ không được đảm bảo. Luật chưa quy định những vấn đề cụ thể sau khi người dân hết cái thời hạn sử dụng 50 năm. Vì vậy mà đến thời điểm này thì chưa thể áp dụng cái quy định này được. Mà muốn áp dụng quy định này thì chúng ta cũng cần phải có những cái quy định nó cụ thể hơn. Ngoài ra thì cũng cần phải trưng cầu ý kiến trên diện rộng đối với toàn bộ những người dân đang sử dụng cái chung cư. Với các chủ đầu tư có kinh nghiệm nhiều năm xây dựng các dự án nhà ở thì cho rằng, việc sở hữu các căn hộ chung cư có niên hạn cần rõ ràng và phải có tên gọi ngay từ đầu, cũng như các yếu tố cấu thành sản phẩm khác. Tuy nhiên, nếu phương án này được thông qua, sẽ xảy ra một cú sốc với thị trường kéo theo nhiều hệ lụy khó lường. Áp đặt cái thời gian lên cái phân khúc này thì tôi cho rằng nó sẽ bị ảnh hưởng đến cái sự phát triển. Cái thứ hai nữa là các chủ đầu tư thì cũng sẽ không quá mặn mà nếu mà chúng ta áp đặt cái việc mà sở hữu thời hạn, vì việc này vô hình chung là sẽ tạo cái áp lực kinh doanh cho sản phẩm, đầu ra nó cũng sẽ gặp khó khăn hơn. Trên thực tế, việc đề xuất nhà chung cư có thời hạn là tiến bộ mà các quốc gia đã thực hiện, và tại thị trường Việt Nam không phải không có những sản phẩm căn hộ chỉ có thời hạn từ 50 đến 70 năm. Loại hình căn hộ chung cư này vẫn có khách mua vì thông thường những căn hộ này sẽ có giá rẻ hơn đáng kể, khoảng 20 đến 30% so với loại hình căn hộ sở hữu lâu dài. Tuy nhiên, với tâm lý người Việt Nam thì xưa đến nay, nhiều người vẫn quan niệm lạc nghiệp gắn liền với an cư. Dù mua nhà đất hay chung cư, tâm lý chung là mong muốn sở hữu lâu dài, vĩnh viễn. Nhà là tài sản không chỉ dùng để ở mà còn có thể cho tặng, mua bán, thừa kế. Nếu khi ban hành cái luật này theo cái hướng 50-70 năm thì có thể cũng có tạo những cái cú sốc cho các hộ dân có nhu cầu sử dụng căn hộ chung cư. Và cái sản phẩm nhà ở chung cư thì vẫn là cái sản phẩm căn cơ cốt lõi cho đặc biệt là cái những người lao động, những người công chức mà chỉ có thu nhập từ lương. Quyền sử dụng đất gắn liền với cái tài sản mà họ đang được sở hữu này sẽ được giải quyết và phân chia cụ thể như thế nào? Thì cho đến thời điểm hiện tại thì pháp luật chưa có những cái quy định cụ thể. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng, trong bối cảnh dân số tăng nhanh và quỹ đất hạn chế, thói quen ở chung cư chưa thực sự phổ biến, mới chỉ hình thành trong thời gian chưa dài. Do đó, nếu đề xuất thời hạn 50 đến 70 năm, e rằng sẽ khiến người dân quay lưng lại với loại hình nhà ở này, tạo nên diễn biến phức tạp hơn đối với thị trường bất động sản. Lúc đó, nhu cầu nhà đất có thể sẽ tăng nhanh và giá đất sẽ càng thêm sốt nóng.